Xin chào mọi người nha, hôm nay mình sẽ quay cái cảnh chiếc Kobeco đứng ở dưới mưa mà phút lên trên xe ben như thế này nha mọi người. Nó hơi cao, các bạn xem ha. Anh ấy dụi hết cần luôn mọi người. Còn đây là anh Gia Cúc, anh hốc đá thả xuống ở dưới này cho người ta xây bờ kè nha mọi người. Anh né đường cho xem đào qua. Đây là người ta sửa ta ly để xây bờ kè đá nè mọi người. Xây xong rồi nó như thế này nè. Thôi mình cũng xin kết thúc video ở đây ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Hãy đăng ký kênh theo dõi những video tiếp theo cho mọi người. Cảm ơn và chào, hẹn gặp lại mọi người.